Vâng, em xin chào quý vị. Vâng, xin chào mừng quý vị đã trở lại với kênh của Nguyễn Vũ Audio. Vâng, và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái cặp loa mà cũng đang được khá nhiều các bác hỏi. Đấy, đấy là con Onkyo D112E các bác nhé. Hôm nay em sẽ quay kỹ hơn cho các bác cái con 112 này lên, cũng như là thử cho các bác cái chất âm của nó. Đấy, quay trong quay ngoài cho các bác nhé. Rất nhiều các bác đang hỏi con này. Đấy, cái đây con Onkyo 70112E này nhé, thì là e căng của nó còn nguyên hết, đấy, còn nguyên vẹn nhé. Đấy, đấy. Đấy, thấy chưa? Vẫn còn đế căng. Đấy. Và đế căng về còn trong tình trạng còn đẹp. Đấy. Tất nhiên là đây nó là hàng bãi thì có thể nó sẽ có một vài cái chỗ trầy trụa nhẹ nhẹ ở đâu đó, nhưng mà nó sẽ là còn đẹp như này nhé. Và có thể nhìn thấy. Được chưa? Đây. Là 12E này. Đây là dòng đời rất là cao của Onkyo và công suất rất là khỏe nhé, 120W và trở cảm 4 ôm. Đấy. Gân cao su. Gân cao su bằng sợi Kevlar nhé, gân cao su bằng sợi Kevlar này, này. Gân cao su bằng sợi Kevlar này, chẹp đo này, mũi tên lửa này. Đây, con này thì kẹp đây, nó sử dụng kẹp mà rắc bắp chuối này, hoặc là chúng ta có thể xoáy cái kẹp ở trong này ra và chúng ta đây xoáy kẹp ra vào trong nhét từ nào vào đây chúng ta xoáy lại nhé. Một này này, con này thì công suất 120W trở kháng 4 ôm các bác nhé. Đấy. Hàng chính hãng của Onkyo. Ngoại hình của loa như các bác đang thấy. Ở bên tay phải đây. Đấy. Đấy, con này thì về cái ngoại hình của nó thì nó hơi kém một tí, vâng, nhưng mà chất âm của nó thì rất là hay. Đấy. Và những cái con này nếu như mà hàng nó đẹp hơn con này một chút xíu, tức là nó không bị một vài cái vết như các bác nhìn thấy, thì là nó là đi 2,7 triệu. Đấy, thì con này nó hơi kém thì bên em bán cho các bác giá là đi khoảng 1.890.000 nhá. Đấy, 1.890.000 đồng. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy, 1.890. Đấy, cái này về các bác có thể là trang điểm lại thêm cho con nó tí. Đấy. Đây loa là sử dụng màng sợi Kevlar. Đấy, màng sợi Kevlar gân cao su như này nhá. Đấy, rất là chất như này. Đấy. Vâng. Đấy. Ok. Đấy. Thì con này nội thất cũng rất khủng, kể cả từ phân tần cho đến đến củ loa nhá. Thì em sẽ vâng. Vâng. Thì em sẽ bỏ cái ấy này ra cho các bác xem này. Em sẽ bỏ cái loa này ra cho các bác xem. Vâng nhá. Vâng. Vâng, ở đây nha các bác nhá. Đây, đây là nội thất của cái con loa bên tay phải đấy. Thì một con thì chia ra hai con thôi đúng không? Đấy, một con bên này thì đây các bác nhìn. Đấy. Củ từ rất to nhá. Đấy, củ từ rất to luôn. Đấy. Đấy, bằng cái mặt của cái loa bát luôn các bác nhìn thấy không? Gần như là bằng mặt loa bát luôn. Rất khủng nhá. Đấy. Đấy. Bằng sợi Kevlar này. Đấy. Quá khủng luôn, quả côn to vật trong bác, các bạn nhìn côn to không? Đấy nhá, côn rất là lớn nhá, đấy. Đấy. Côn rất là lớn luôn, đấy. Những con côn lớn như này thì nó chịu bát rất tốt này, đấy, chịu bát của anh ra rất tốt, đấy. Đây chép từ kép đây các bác, đây, chép đoạn từ kép đây nhá, đây, đấy, này, một phân tần này, đấy, các bạn nhìn này, khủng chưa? Đấy nhá. Toàn cuộn cảm to vật, tụ cũng to vật vã luôn nhá. Tụ cho tép và vật vã luôn các bạn nhìn thấy không? Đấy nhá, kể cả các cái tụ toàn tụ to luôn, rất là chất. Đấy. Quá đẹp luôn, đấy, bồng tiêu âm cái thứ đầy đủ nhá. Đấy, ok thì đấy là nội thất bên trong của con loa 112E đấy, Onkyo. Đấy, vâng nhá. Thì chúng ta sẽ lại trở lại với cả video sau một ít phút nữa để em nắp con loa này vào và chúng ta sẽ thử chất âm của nó nhé. Vâng.
Vâng, đấy. Đây là chất âm của con loa 112E nhá. Vâng. Con này thì đấy em cũng nói rõ luôn là cái con này thì là nó được sản xuất và lắp ráp mà công đoạn cuối cùng ở bên China các bác nhá. Đấy. Made in China em cũng xin nói rõ luôn. Đấy. Cái hàng này nó là hàng chính hãng được lắp ráp và sản xuất tại nhà máy của con cứu đặt tại Trung Quốc nên nó sẽ phải ghi là made in China. Đấy. Nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng các bác nhá, không hề mập mờ gì cả. Đấy. Nhiều bác cứ kỳ thị các cái hàng của Trung Quốc nhưng các bác đang hiểu nhầm. Đấy. Các bác đang hiểu nhầm rằng là cái hàng Trung Quốc là hàng kém chất lượng nhưng không phải đâu nhá. Các bác đang hiểu nhầm rất là lớn đấy, bởi vì là cái hàng chất lượng kém đấy thì thường nó đều là hàng nhái, hàng giả thì nó mới có cái chất lượng kém thôi. Và em khẳng định luôn các bác, đã là hàng nhả, giả, hàng nhái nhé, không bao giờ ghi made in China mà nó sẽ ghi made in Nhật Bản luôn cho các bác. Các bác thích in cái gì cũng được luôn. Đấy. Còn đây là con hàng chính hãng. Đấy. Nó phải làm theo đúng tiêu chuẩn của Nhật và tất cả các cái công đoạn quan trọng nhất thì đều là do các cái người gọi là người của Nhật người ta phụ trách, chứ người ta không để cho công nhân bên Trung Quốc làm đâu. Đấy. Dây chuyền sản xuất của Nhật hết, tất cả mọi thứ được của Nhật hết. Chỉ có nhân sự, cái người công nhân thôi. Thì là nhân công thôi nhá, thì là của Trung Quốc thôi các bác nhá. Lưu ý. Vâng. Các bác đang bị kỳ thị một cái rất là buồn cười đấy. Vâng. Đây. Còn em làm cái này thì em nhiều khi em không quan tâm cái vấn đề là made in gì, em chỉ biết nó hàng nội địa Nhật. Chất lượng nó tốt. Thế thôi. Em không quan tâm made in. Đấy. Ok nhá, vâng. Đây là chất âm của nó đây các bác. Đấy. Các bác nghe tiếng bass nó chắc không ạ? Đây, kể cả âm đi mở to không bị thấy bị là ấy nhá. Đấy, tiếng bass nó ra vẫn rất là đầy đặn, không bị méo tiếng đúng không? Đấy. Con này nghe nhạc vàng rất là hay, tiếng bass nó rất là chắc này. Em ta nghe thử một đoạn nhạc thương nhớ làm remix nha. Tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi. Hợp với cả các dòng nhạc remix và nhạc vàng luôn. Đấy, rất là hay. Vâng. Con này bé nhưng mà oánh hay thật, rất hay luôn đấy, bé thật.
tiêu nhưng mà sức mạnh nó rất là khủng khiếp nhá. Đấy. Ok, thì đây là con Onkyo 112E của Onkyo. Vâng, giá của con này vâng là đi 1.890.000 đồng. Bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em qua số điện thoại là 0966594581 và địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội các bác nhé. Vâng, em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những video theo bên em. Vâng.